Và cái đến chúng con xin chuyển đến cho Tỷ Dự Thành ở Đạo Tràng Đại Tòng Lâm, Niệm Phật Đường, Đạo Tràng Ba. Và cái đến xin định vị chuẩn bị câu hỏi. Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch Thầy Dầu Âm Tịnh Hải, xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con. Một người đã tu hành niệm Phật nhiều năm, lúc lâm chung có ban hộ niệm đến trợ niệm nhưng lại gặp rất nhiều chướng ngại. Hộ niệm mấy chục giờ đồng hồ mà thân thể vẫn cứng đơ. Nhưng lại có những người lúc cuối đời bị bệnh gặp được ban hộ niệm chỉ điểm. Họ niệm Phật chỉ có mấy ngày, thậm chí mấy tháng, thậm chí chỉ có mấy ngày mà họ ra đi nhẹ nhàng, ít chướng ngại. Sau 12 giờ đồng hồ họ để lại thân tướng mềm mại đẹp đẽ vô cùng. Xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con vì những lý do gì mà một người chưa từng tu hành niệm Phật có mấy ngày mà họ lại ra đi đẹp đến như vậy ạ? Còn người niệm Phật lâu năm lúc ra đi lại bị khó khăn như vậy. Con xin thành tâm tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Cô Dự Thành là ai mà hỏi câu hay quá. Xin bạch với các ngài là cái hiện tượng này, khi mà mình đi hộ niệm rồi mới phát hiện ra không phải là một đâu. Bác Dự Thành ơi, nhiều lắm đấy. Và chính vì vậy mà tình ai này nói, chư vị ơi, phải nghiên cứu hộ niệm cho nhiều nhiều một chút. Đi hộ niệm nhiều nhiều một chút mới thấy cái khó khăn của người vãng sanh mà tự lo cho chính mình, chứ không thể nào ý lại rằng ta niệm Phật lâu năm là chắc chắn ta được vãng sanh. Chính cái tuần, cái thứ tư tuần trước, tình thái này cũng có nói một câu vô tình, nó cũng giống như để trả lời câu này. Có nhiều người khi ra nghe lời pháp của các vị giảng nói rằng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì được vãng sanh, bất khả tư nghị, tâm bất điên đảo vãng sanh, về nhà mình cũng phát tâm niệm Phật vãng sanh. Thực ra đây là một ý niệm mình tán thán, nhưng mà tình hải này lại không dám theo. Vì sao vậy? Vì chính mình không đạt được cảnh giới chứng đắc nhất tâm bất loạn. Phật nói cái thời mạt pháp đầy ức ức người tu hành, không dễ gì tìm ra được một người mà đắc đạo nhất tâm bất loạn, là một người chứng đắc, là một người đắc đạo. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là nếu mà chư vị niệm Phật mà đạt được tới cảnh giới nhất tâm bất loạn là chư vị vượt qua cái địa vị mà của những vị A-la-hán, mà nấp vào cái cảnh giới hoa nghiêm. Ngài nói đó là cái cảnh giới mà phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Quá khó mà chúng ta không may. Cho nên chúng ta nghe pháp phải cẩn thận vô cùng. Nếu mà sở chúng ta là một người phàm phu mà đi lý luận với những người đã đạt được cái cảnh giới pháp thân đại sĩ, thành ra chúng ta bị chơi vơi, không biết là mình đang ở trên mây hay đang đứng dưới đất. Mà thực sự dưới đất thì kiên căng, mà chúng ta cứ nghĩ ở trên mây, thực sự kẹt lắm. Thì xin thưa quý vị là tại sao có người niệm Phật mấy chục năm trường, nhiều năm trường, mà sau cùng có ban hộ niệm, tớ hộ niệm mấy chục giờ mà vẫn cứ được? Đây là cái hiện tượng rõ rệt. Như vậy không phải là do niệm Phật nhiều niệm Phật mà sinh ra như vậy, mà do chính rằng là ta không phát hiện được rằng tâm ta quá sức vô thường, tâm ta quá sức bất định mà ta không hay. Trong cái sự vô thường bất định mà chúng ta không để ý tới, mà chúng ta cứ để ý tới những lúc ta ngồi niệm Phật mà không chịu để ý tới những cái lúc mà chúng ta phiền não trùng trùng, lo lắng đủ bề, vướng chấp đủ thứ mà chúng ta không hay. Xin thưa thật với chư vị, phận phàm phu chúng ta là như vậy đấy. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói nhược gì đấy, nhược bất tác thánh tâm,
nhân thiện cảnh giới. Nhược gì? Nhược tác thanh giải, tức thọ quần tà, là cái lời mà Phật dạy cho người phàm phu chúng ta đây. Nếu chúng ta cho rằng là ta tu một ngày niệm 50.000 câu A-di-đà Phật chúng ta vẫn chưa thấy là đủ, thì ta ở trong cái cảnh giới gọi là an toàn, để mà sau cùng có thể hướng nhờ cái công đức mình tu hành. Nếu chúng ta tu thấy hình như từ sáng đến chiều chúng ta cầm châu chuỗi, chúng ta niệm Phật mà chúng ta quên rằng là chúng ta niệm trong lúc loạn tâm, niệm trong lúc nghĩ vẩn vơ, niệm trong lúc buồn phiền. Chứ tôi vậy là miễn niệm Di Đà mà tâm tan loạn, miễn niệm Di Đà mà tâm nghĩ lung tung, miễn niệm Di Đà mà tâm lo sợ đủ điều, thì có bể hầu bể họng cũng như không. Tại vì chúng ta không nghĩ rằng ta niệm trong cái cảnh giới là bể hầu bể họng cũng như không này, mà chúng ta nghĩ là à, tôi đã nhìn thấy cái số, trong một ngày tôi niệm mấy chục câu mấy chục câu, tự nhiên lấy cái số lượng mà tưởng rằng là chứng đắc. Thành ra như vậy tu nhiều năm mà bị vướng cái này nhiều lắm chư vị ơi. Đây là thực sự. Và chính Ngài Ấn Tổ đã nói rằng nếu mà chư vị tu hành giỏi tới đâu, công phu cao tới đâu mà vỗ ngực tự cho là đủ, tự cho là giỏi, thì liền bị gọi là rớt đài, là tuột xuống, là bị nạn trong lúc cuối đời. Đây là lời tố dạy mà người hộ niệm đã thường xuyên chứng minh những cái chuyện này. Chính vì thế mà xin thưa là Diệu Âm Tịnh Hải này luôn luôn nhắc nhở những ban hộ niệm, dẫu cho chư vị một tuần đưa ba người như Ngài Hạnh Phúc, hỏi Ngài Hạnh Phúc, Ngài đã giỏi chưa? Ngài luôn luôn nhắc đầu nơi Ngài nơi chưa giỏi, thì tự nhiên chúng ta an tâm vô cùng. Nếu mà Ngài Hạnh Phúc này tôi ba một tuần tôi đưa tới ba người mà làm gì tôi không được vãng sanh, coi chừng trí một lời nói này thôi. Thì trong kinh Phật nói nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nếu cho mình là giỏi, cho mình là hay, thường thường bị ngụ âm ma bao vây chằng chịt, không thể nào thoát nạn. Ngài Ấn Quang giải nghĩa câu này hay vô cùng. Khi chư vị tu hành vô tình đụng đến oán thân trái chủ từ trong vô lượng kiếp họ sống dậy, mà khi họ sống dậy rồi thì không phải họ tính dậy rồi họ làm tính, mà tiếng tính dậy rồi tìm cách ngăn cản con đường giải thoát của chúng ta mà chúng ta không hay. Chính vì thế mà khi học hộ niệm rồi luôn luôn chư vị phải nhắc nhớ là đừng dùng các chất ngũ tâm nhé. Vì sao như vậy? Vì trong kinh Phật nói mình dùng chất ngũ tâm thì chư hộ pháp xa liệu. Các ngài chê những người dùng chất ngũ tâm lắm đấy chư vị ơi. Thực sự bất cứ một pháp môn tu nào có thể người ta không còn giữ cái quy luật này, tại vì họ là tự lực. Tự lực thì tự đối đầu với tất cả nghiệp chứng. Còn ta là người tu theo con đường nhị lực, con đường đối nghiệp, ta rất cần những người gọi là chư thiên long hộ pháp, chư thiên thần bảo vệ cho chúng ta, thì chúng ta mới thoát được ách nạn của ngũ âm ma, thoát được ách nạn của chư oán thân trái chủ. Nếu chúng ta sởi phạm phải những cái cấm kỵ của các ngài, các ngài nói dẫu cho chư vị mà có giảng lầu thông ba tạng kinh điển thì chư thiên thần hộ pháp cũng cho là đồ hôi thối, ngắt ngày đánh cha. Đây là lời Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm chứ không phải là của Tịnh Hải này đâu. Chính vì thế mà Ngài Tịnh Không nói những người mà ăn thịt ăn tam tịnh nhục vậy mà có thể gỡ được, có thể giúp cho người ta vãng sanh dễ hơn là những người bướng bỉnh không chịu ứng dụng cái quy luật cụ thể, ăn ngủ vị tân lung tung mang hết ra, sau cùng bị ách nặng trùng trùng. Ban hộ niệm cũng chỉ hướng dẫn, nhưng mà hướng dẫn làm sao có thể vượt qua được sự dắt dẫn trói đi của những vị mà quỷ thần có đầy đủ cái thần thông đạo lực để mà người ta bắt mình. Mong chư vị nhớ cho. Còn người ít tu vậy mà tại sao lại tốt? Chư vị đừng nghĩ như vậy, thôi bây giờ chúng ta ít tu đi để được bản thân nhé.
đừng bao giờ nghĩ vậy thì lại làm một cái điều sai lầm khác. Nếu mà ít tu chúng ta lười biếng không tu, ta trở nên là một người đại thượng mạng, đại lỗ mạng, một người bất cẩn. Không ai mà tới bảo vệ cho một người lỗ mạng bất cẩn đâu nhé. Mà những người ít tu này, nhưng mà sau cùng chỉ cần tới hộ niệm cho một thời gian họ được đi, họ vẫn tránh được, chính là những người hiền lành để chư vị, chính là những người biết nghe lời để chư vị. Thực ra đây là những người mà từ trong nhiều đời nhiều kiếp người ta đã tu phước đức lớn lắm đó chư vị, căn lành của lớn lắm đó chư vị, thiền căn phước đức họ có đầy đủ rồi, thì gặp cái nhân duyên là hộ niệm này, người ta đem cái thiền căn phước đức trong quá khứ ứng dụng vào đây, họ lắng nghe từng chút, họ thành tâm sám hối, một câu A Di Đà Phật của họ tự nhiên phá tan 80 ức kiếp nghiệp chứng trọng tội. Chính vì cái lý do tất cả đều do tâm thành tâm kính, lúc buông xả báo thân ra đi, mà cái người ít tu đó, người vì có cái chân thành, có thành kính, có lắng nghe mà người ta thực hiện được. Thực hiện được thì chính cái ý niệm cuối cùng trước khi buông xả báo thân ra đi, họ thề rằng họ không đi cảnh giới nào khác, họ quyết lòng theo A Di Đà Phật. Phật nói dẫu cho một người nghiệp chướng sâu nặng tới đâu, nhưng khi gặp thiện tri đức chỉ điểm khai giải, họ quyết lòng tin tưởng, họ niệm câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng trong tội. Chỉ còn trước khi xả bỏ báo thân, niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, A Di Đà Phật không lai nghinh tiếp đón họ về Tây Phương Lạc, A Di Đà Phật thề không thành Phật. Chúng ta thấy rõ ràng cái điểm này. Chính vì thế mà xin thưa chư vị, tất cả đều do tâm tập. Mong chư vị tu hành cho đến đâu cũng quyết lòng coi mình là yếu, coi mình là dở. Đây chính là cái tâm thành tâm kính. Chính cái thành kính này là cái đại vi diệu, là cái pháp màu đưa chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là ấn văn dạy như vậy. Cho nên mong chư vị quyết chí tu hành phải tinh tấn, càng tinh tấn chừng nào càng hiền lành chừng đó, càng buông những cái ràng buộc của ta cho thế gian chút, nhất định chư tổ nói chỉ cần trước giờ phút đó đi, một câu A Di Đà Phật niệm lên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, ứng hợp với đại nguyện A Di Đà, mình cũng được vãng sanh. Người hộ niệm đã chứng minh được cái đạo lý này thực sự cụ thể. Mong chư vị quyết chí đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc bằng cái dạng là chí thành chí kính niệm Phật cầu vãng sanh nhé. A Di Đà Phật. Chúng ta cảm ơn thầy, dân rất thầy.